chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng hiện nay bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Đó chính là dòng sản phẩm Cao Linh Chi Potion đến từ Hàn Quốc như bên cạnh Kiều Anh. Vâng, thưa các bạn, chúng ta thì đều biết rằng là linh chi là một trong những loại vô cùng quý hiếm, một trong những loại dược liệu được áp dụng cũng như là sử dụng rất nhiều trong các sản phẩm hiện nay. Không chỉ tốt cho sức khỏe mà linh chi còn mang đến nhiều công dụng tuyệt vời như là làm đẹp, hỗ trợ điều trị bệnh hay là ngăn ngừa những căn bệnh nguy hiểm. Và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã sử dụng linh chi và cho ra đời dòng sản phẩm Cao Linh Chi như bên cạnh Kiều Anh. Vâng, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của dòng sản phẩm Cao Linh Chi này nhé. Bên cạnh Kiều Anh hiện tại là những hộp Cao Linh Chi ở trong chiếc hộp to như này. Và với mỗi một hộp Cao Linh Chi như thế này thì sẽ có 5 lọ ở bên trong. Và với việc được sản xuất dạng lọ nhỏ như thế này thì sẽ vô cùng tiện dụng khi mà chúng ta đi du lịch hay là đi công tác xa và chúng ta có thể là dễ dàng mang theo bên mình. Và nếu như các bạn để ý kỹ thì sẽ thấy rằng là dòng sản phẩm Cao Linh Chi Potion đến từ Hàn Quốc thì có thiết kế là vô cùng tiện dụng cũng như là sang trọng, giúp cho chúng ta có thể là sử dụng làm quà tặng cho người thân, bạn bè hay là đồng nghiệp. Và Cao Linh Chi này thì được biết đến là một trong những dòng sản phẩm có công dụng là giúp giải độc gan, thải độc cơ thể vô cùng hiệu quả. Linh chi thì được chứng minh là một trong những loại dược liệu có đến 119 loại vi khoáng chất, đồng thời có chứa nhiều vitamin, axit amin, các chất chống oxy hóa vô cùng dồi dào. Và chính vì vậy, khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm Cao Linh Chi này, nó sẽ giúp cho chúng ta thải độc gan hiệu quả, đồng thời là giúp thải độc cơ thể qua đường bài tiết và từ đó thì sẽ giúp cho chúng ta có được một làn da đẹp hơn. Công dụng thứ hai khi nhắc đến sản phẩm Cao Linh Chi này đó chính là khả năng phòng chống căn bệnh tiểu đường, mỡ máu. Vâng, tiểu đường mỡ máu thì là một trong những căn bệnh mà rất nhiều người mắc phải hiện nay rồi do chế độ ăn uống, nhịp sống quá nhanh và họ không để ý đến sức khỏe của mình. Và dòng sản phẩm Cao Linh Chi này thì là một trong những dòng sản phẩm vô cùng hiệu quả trong việc là ngăn ngừa những căn bệnh Kiều Anh vừa kể, đồng thời là làm giảm sự tác động của thuốc kháng sinh, giảm sự tác hại của các hóa chất lên cơ thể của chúng ta vô cùng hiệu quả. Vâng, như vậy có thể thấy vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và công dụng thứ ba của dòng sản phẩm Cao Linh Chi đến từ Hàn Quốc này đó chính là khả năng chống lão hóa. Vâng, nấm linh chi thì đã được biết đến là một trong những loại dược liệu vô cùng tuyệt vời trong việc là làm đẹp cũng như là chống lão hóa cho chị em phụ nữ hay là những người sử dụng sản phẩm nấm linh chi. Và dòng sản phẩm Cao Linh Chi Potion đến từ Hàn Quốc này thì đã được chứng minh là có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Và khi sử dụng Cao Linh Chi, nó sẽ giúp cho da dẻ của chúng ta được đẹp hơn, tóc của chúng ta được đen hơn, dày hơn, đồng thời là giúp cho chúng ta ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm. Ở công dụng tiếp theo của sản phẩm Cao Linh Chi này, đó chính là khả năng cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết và các chất dinh dưỡng cho những người sau khi ốm dậy hay đang gặp phải tình trạng là suy nhược cơ thể. Ở trong linh chi thì có chứa rất nhiều vitamin, các hợp chất, các dưỡng chất đi sâu vào trong cơ thể và nuôi cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Chính vì vậy, đối với những người mà đang có thể trạng yếu kém hay là chúng ta bị suy nhược cơ thể, sử dụng sản phẩm Cao Linh Chi này sẽ giúp cho chúng ta có được một sức khỏe tuyệt vời hơn. Vâng, ngoài những công dụng chính mà Kiều Anh vừa chia sẻ bên trên của dòng sản phẩm Cao Linh Chi đến từ Hàn Quốc này thì chúng còn có rất nhiều công dụng tuyệt vời khác mà đã được các nghiên cứu, các nhà khoa học chứng minh. Và với những công dụng tuyệt vời như vậy thì sản phẩm Cao Linh Chi Potion đến từ Hàn Quốc này thì đang được sử dụng ngày một rộng rãi hơn, đồng thời lại được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng hơn. Và các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh là cách sử dụng sản phẩm Cao Linh Chi nhé. Với sản phẩm này thì mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng 2 lần, 1 cho đến là 2 lần. Mỗi lần thì chúng ta sẽ sử dụng trước hoặc là sau khi ăn từ 15 cho đến là 20 phút. Và tất nhiên là với dạng cao như thế này thì chúng ta nên sử dụng cao từ 1 cho đến là 2 thìa, sau đó chúng ta pha với nước nóng và uống trực tiếp. Với việc pha vào nước ấm hoặc là nước nóng thì sẽ đảm bảo cho là lượng cao này nó sẽ được hòa tan đều hơn, đồng thời là giúp cho cơ thể của chúng ta hấp thu được hết toàn bộ dưỡng chất trong cơ thể. Để được tư vấn kỹ hơn cũng như là muốn mua sản phẩm này thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng,
các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm cao linh chi bôi trơn đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.